Sườn Tung Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Dì Lạc Tam Tiểu ngồi dưới gốc cây đào, chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là 711, có kích thước cao 62, ngang 42 và sâu 24, hàng liền khối và rất là đặc gỗ. Đục giá tác phẩm rồi, nặng 15,4 kg các bác nhé. Một tác phẩm đề bàn rất là đẹp, được đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết rất là nhỏ. Người nghệ nhân đã khéo léo đục diện mặt của cụ Di Lặc cũng như là diện mặt của các tiểu đồng, cực kỳ đẹp các bác nha. Di Lặc mặt cười rất tươi và hoan hỉ, bụng to tròn, vân siêu đẹp. Tác phẩm này thì rất là nhiều chỗ đục cánh bông các bác có thể quan sát. Một tác phẩm đề bàn mà các bác không thể bỏ lỡ. Tượng Phật Di Lặc là một trong những hình tượng quen thuộc trong tín ngưỡng Phật giáo của dân gian và là biểu tượng cho sự hoan hỷ, hạnh phúc của con người. Phật Di Lặc còn được biết đến với một cái tên rất là quen thuộc, đó là Phật Mập, Phật Cười, Phật Bụng Bự. Hình tượng Phật Di Lặc hiện nay đang là một trong những sự lựa chọn đông đảo của rất là nhiều người. Không khó để bắt gặp hình tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ, thân hình mập mạp, tướng ngồi thoải mái, ung dung tự tại được trưng bày trong các hộ gia đình, trong các cơ quan xí nghiệp. Người ta tin rằng đặt tượng Phật Di Lặc ở trong nhà sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự giàu có, khỏe mạnh và đem tới lòng tốt. Và tượng Phật Phong Thủy thì là một trong những vật phẩm thuộc về tín ngưỡng tâm linh và được nhiều người theo đuổi và coi trọng. Và một trong số đó thì không thể thiếu và không thể nhắc tới các dòng tượng Phật Di Lặc phổ biến rộng rãi hiện nay. Và trong số đó thì Phật Di Lặc thì được đục ở rất là nhiều hình dáng và chất liệu gỗ khác nhau. Nhưng mà là một trong số những cái tác phẩm tiêu biểu của Phật Di Lặc mà được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, đó chính là Di Lặc Phác Đào và Di Lặc Ngồi Dưới Phác Đào, với ý nghĩa vô cùng tốt đẹp và tốt lành. Tượng Phật Di Lặc Phác Cành Đào thì em đã có một video quay và nói về ý nghĩa phong thủy của tác phẩm này. Các bác có thể ấn vào trang Sự Tư Gỗ để theo dõi lại video đó nha. Cũng giống như dáng Di Lặc Phác Cành Đào, tượng Di Lặc Ngồi Dưới Gốc Đào là một trong những ấn bản về Phật Di Lặc luôn mang đến tất cả những điều tốt đẹp cho gia chủ. Cây đào xung xuê vốn được coi là kết tinh của ngũ hành, giúp cho gia chủ thoát khỏi các quỷ dữ và đồng thời thu hút vượng khí và đem lại tài lộc may mắn cho gia chủ. Khác với dáng vẻ uyển chuyển thì dòng Di Lặc này lại mang một dáng vẻ an nhàn, thảnh thơi và vui vẻ. Dưới gốc đào xung xuê, xài chịu quả, ông Di Lặc cười thật tươi và hạnh phúc, chỉ nhìn vậy thôi cũng thấy tâm thư thái biết bao nhiêu. Và em nghĩ là đây là một trong số những cái tác phẩm mà các bạn không thể bỏ lỡ khi mà trưng bày ở trong nhà, ra phòng khách, cửa hàng hay công ty. Đều rất là thích hợp để các bác để ở mọi diện tích vì kích thước của nó rất là dễ để. Tác phẩm Di Lặc Tam Tiểu ở dưới gốc cây đào, chất liệu gỗ hương ta, có mã là 771, cao 62, ngang 42 và sâu 24, hàng liền khối và rất là đặc gỗ, nặng 15,4 kg. Và ngoài ra thì các tiểu đồng ở xung quanh cũng Di Lặc với ý nghĩa giúp cho gia đình lúc nào cũng đông con đông cháu, con cháu đầy đàn và sum họp bên gia đình. Một tác phẩm rất đẹp và ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt đúng không ạ? Nếu như các bác ưng tác phẩm này, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiếm hữu tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 để được tư vấn cụ thể hơn. Và khi xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sửa Tung Gỗ để theo dõi các video quay sản phẩm Full HD mới đến các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.